Jenny Tinfosuan, diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng người Thái gốc Hoa. Cô từng được xem là viên ngọc sáng giá của màn ảnh nhỏ Thái Lan. Cô sinh năm 1981 tại Los Angeles, Mỹ. Đến năm 16 tuổi, Jenny về Thái Lan vì bố mẹ ly hôn. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành truyền thông tại trường đại học Bangkok. Không ai nghĩ rằng Jenny lại trở thành diễn viên vì cô không hề được đào tạo chuyên nghiệp. Cho đến khi Jenny tham gia một số MV ca nhạc, vẻ đẹp lai của cô bắt đầu gây chú ý với khán giả. Khi tham gia vai diễn trong một vở opera, Jenny được các đạo diễn để ý và quyết tâm lôi kéo cô theo sự nghiệp làm diễn viên. Sau hơn 20 năm lăn lộn trong showbiz Thái, Jenny được nhận xét là diễn viên có lối diễn linh hoạt đặc sắc. Hầu hết những nhân vật do Jenny đảm nhiệm đều là tiểu thư đỏng đảnh hoặc con giáp thứ 13, chuyên đi giật chồng người. Chuyện đời tư của nữ diễn viên cũng khiến báo chí và công chúng không khỏi tò mò. Cô thường xuyên dính tin đồn tình cảm với bạn diễn nam và các thiếu gia tỷ phú xứ Chùa Vàng. Kết hôn với bố của bạn thân, Jenny sở hữu hình thể nóng bỏng mê người, làn da nâu gợi cảm hút mắt cùng chiều cao 1m67. Mỹ nhân Thái này trở thành niềm khao khát của biết bao người. Có nhan sắc cộng thêm diễn xuất tốt, Jenny được khán giả dành nhiều tình cảm. Được biết, tờ Maxim Thái Lan từng bầu chọn nữ diễn viên 37 tuổi là biểu tượng sex của màn ảnh xứ Chùa Vàng. Jenny còn được bình chọn là một trong những nữ minh tinh sexy nhất nhì Thái Lan. Chia sẻ trên Thái Rác vào năm 2011, Jenny từng cho biết cô có cuộc sống riêng đầy đủ và chưa bao giờ phải lo nghĩ về tiền bạc. Tôi có nhà sang, xe sang và những món hàng hiệu xa hoa. Với gương mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu sắc sảo, sống mũi thon gọn và đôi môi hững hờ, Jenny thực sự sở hữu nhan sắc có thể hạ gục bất kỳ người đàn ông nào đối diện chỉ cần qua lần gặp đầu tiên. Cũng chính vì thế mà chị đại xứ Chùa Vàng này là mỹ nhân mà rất nhiều đàn ông thành đạt muốn kiếm lấy. Đó là lý do Jenny dính khá nhiều thị phi giật chồng cũng vì nhan sắc khuynh đảo của mình. Nhìn lại danh sách người tình màn ảnh của Jenny Tinfosuan thật khiến các đồng nghiệp nữ phải ghen tị. Danh sách những người tình của cô có thể kể đến những cái tên nổi bật như doanh nhân trẻ Pat Passion, người thừa kế tập đoàn giải trí KPN Chris Nankadet, nam diễn viên Ratapon. Tuy nhiên, mỗi lần dính bê bối, Jenny đều không giải thích trên báo vì cho rằng đây là cuộc sống cá nhân. Cũng vì vậy mà cô bị gắn mác là người đẹp lăng nhăng nhất nhì làng giải trí. Năm 2013, Jenny lên xe hoa khiến cả làng giải trí rúng động trong suốt nhiều ngày liền. Chồng của nữ diễn viên là tỷ phú bất động sản, chính trị gia nổi tiếng Ae Chonsawat Asavaham. Ông hơn Jenny 13 tuổi và còn là bố của bạn thân cô. Cuộc hôn nhân của kiều nữ và đại gia vấp phải sự chỉ trích từ dư luận. Nhiều người cho rằng chuyện tình cảm của họ quá chóng vánh và Jenny chắc sẽ chẳng yêu thương gì người chồng già này nếu không có khối tài sản khổng lồ kia. Cũng vì lý do đó, không ít người hâm mộ Jenny đã quay lưng vì cho rằng cô ham hư vinh, hám vật chất. Bất chấp tất cả và bỏ qua mọi ồn ào, họ vẫn tổ chức đám cưới. Giải thích cho cuộc hôn nhân vội vàng này, chị đại Thái Lan chỉ thẳng thắn chia sẻ, đó là người đàn ông định mệnh của tôi. Cô kể gặp gỡ chồng tỷ phú sau những lần đến nhà bạn thân chơi cùng gia đình. Và Jenny Tinfosuan bỗng chốc trở thành vợ tỷ phú sống trong nhung lụa. Không nói đến mục đích chính của cuộc hôn nhân này là tình hay tiền thì cuộc sống sau khi cưới của Jenny tại thời điểm đó khiến cô gái phải suýt xoa. Hôn nhân bất hạnh không tưởng. Những tưởng Jenny sẽ một bước lên tiên, có chồng giàu có và cưng chiều hết mực. Thì không ngờ chưa đầy một năm sau, cô đăng trên Instagram hình ảnh bầm tím khắp người. Cuộc hôn nhân vội vàng với tỷ phú đã đẩy cô vào địa ngục trần gian theo cách gọi mà Jenny đã chia sẻ. Trả lời phỏng vấn, Jenny Tinfosuan thừa nhận quyết định cưới ông E là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Ngọc nữ Thái Lan bị chồng đánh đập nhiều lần. Không chỉ thế, tỷ phú E còn là kẻ trăng hoa ngoại tình với những cô gái trẻ và còn đưa về nhà âu yếm trước mặt Jenny. Có lần vì uất ức, Jenny đã gây sự với bồ nhí của chồng và bị ông E đánh không thương tiếc. Đổi lại, chồng tỷ phú tố cô là kẻ ham tiền, sống thực dụng và không có chiều sâu. Đến tháng 7 năm 2014, Jenny Tinfosuan và tỷ phú E Chonsawat Asavaham đã ra tòa ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân nhiều cay đắng. Trước sự việc này, nhiều người hâm mộ cảm thông do nỗi bất hạnh của người vợ Jenny khi lấy nhầm người chồng tệ bạc lăng nhăng. Có người hả hê cho rằng đáng đời Jenny khi tham lam và đây là bài học cho những ai muốn lấy chồng giàu. Cái kết hạnh phúc bên phi công trẻ. Sau ly hôn, Jenny tiếp tục tham gia đóng phim nhưng không còn được yêu thích. Hơn thế, các vai diễn của cô cũng bị chê là bị rập khuôn không đổi mới. Có thông tin thời gian này, Jenny có qua lại với một số người đàn ông thành đạt nhưng chỉ được vài tháng lại chia tay. Jenny quay trở lại showbiz nhưng không thành công như trước. Năm 2017, Jenny gặp người mẫu trẻ kém 10 tuổi tên Mickey Alapat Napomhek Zara tại phòng tập gym. Được biết, cô đã chủ động quyến rũ người đàn ông này dù biết anh đã có người yêu. Cuối cùng, chính nhan sắc của Jenny đã khiến cho Mickey đổ gục và từ bỏ bạn gái hiện tại đến với cô. Bất chấp những lời bàn tán ra vào, cặp đôi đã viết nên cái kết đẹp cho chuyện tình của mình bằng một siêu đám cưới diễn ra vào ngày 19 tháng 10 năm 2018. Hôn lễ thế kỷ của Jenny Tinfosuan thu hút toàn bộ sự chú ý của đông đảo người hâm mộ châu Á vì quy mô hoành tráng cùng dàn khách mời toàn siêu sao hạng A. Cặp đôi diễn viên trẻ hot nhất xứ Chùa Vàng như Nadek Gugimiya, Yaya Urasaya, Post Putichai và Joy, Martin Brink, Kimmy Kim Beckley.
Gemma, Marie Rasi Balenciaga, Diana Filippo, Annie Thompson, huấn luyện viên Floyd Chairman. Có thông tin mẹ chồng của Jenny không hài lòng vì cô dâu lớn tuổi này. Tuy nhiên, chị đại xứ Chùa Vàng lại phủ nhận thông tin trên. Cô cho biết, tôi đồng ý cưới người chồng hiện tại không chỉ bởi anh ấy chân thành, mà còn vì gia đình anh, mẹ anh yêu quý, coi tôi như con gái. Bà chưa bao giờ trách tôi nửa lời. Điều đó cho tôi cảm giác an toàn. Tôi từng yêu dễ dàng, nhưng giờ tôi sợ điều đó. Tôi sẽ phải suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định cưới lần hai. Cuối năm 2019, Jenny và chồng trẻ vỡ òa trong hạnh phúc khi đón con gái đầu lòng chào đời. Cuộc đời của Jenny tiên phong xung quanh cũng kịch tính chẳng kém gì những bộ phim mà cô đã tham gia. Đời tư của nữ diễn viên này cũng tốn không ít giấy mực báo chí. Nhiều người bảo cô hồng nhan bạc phận, có người lại trách phim vận vào đời và chỉ trích nặng nề hơn là do khát vọng giàu sang, tham vọng của kiều nữ này mà ra. Dù vậy, không thể phủ nhận những nỗ lực của Jenny để có được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ từ khi lập nghiệp cho đến ngày hôm nay.